Trong tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt, chúng ta thường nghe thấy người ta nhắc đến ngũ vị tôn ông. Ngũ vị tôn ông còn được gọi là ngũ vị tôn quan hay ngũ vị quan lớn. Đây là năm vị đại quan có vai trò rất quan trọng trong hệ thống thần linh tứ phủ. Vậy, ngũ vị tôn ông là ai? Ngũ vị tôn ông được thờ ở những đâu? Xin mời các bạn cùng đồ thờ Đức Hiệp, chúng ta cùng tìm hiểu qua video này. Người đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu là quan lớn đệ nhất. Tên đầy đủ của ông là Đệ Nhất Thượng Thiên Hoàng Thái Tử Vương Quan. Danh hiệu được tước phong Đức Thánh Cả, Tôn Quan Đệ Nhất, Đào Tiên Đệ Nhất, Điều Thất Hoàng Thái Tử Vương Quan Thượng Đẳng Tối Linh Thần, Tham Nghị Triều Chính Vương Quan. Nhiệm vụ của ông là trực tiếp hầu cận bên phải đền Vua Cha Bát Hải Động Đình, thuộc đền Đồng Bằng, thay quyền và đại diện coi nhân gian, thừa hành tam giới. Xuất thân, ngài là con trai cả của Vua Cha Bát Hải Động Đình, được gọi là ông lớn cai quản thượng thiên. Ông mang sắc phục áo màu đỏ. Đền thờ chính của người ngự tại quần thể đền Đồng Bằng, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Người thứ hai chúng ta muốn nói đến là quan lớn đệ nhị. Ông là vị quan lớn xếp thứ hai trong ngũ vị tôn ông. Các tên gọi khác của ông là quan đệ nhị giám sát, quan thanh tra giám sát, quan lớn đệ nhị thượng ngàn. Ông được lập các tước phong như Nhạc Thần Đại Vương, Đô Đài Giám Sát, Đệ Nhị Thượng Ngàn Giám Sát, Đại Vương Thượng Đẳng Tối Linh Thần. Nhiệm vụ của ông là giám sát cai quản Sơn Lâm Thượng Ngàn. Ông cũng xuất thân là con trai thứ hai của Vua Cha Bát Hải Động Đình, được gọi là quan lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn hay còn gọi là Đệ Nhị Giám Sát. Ông được lập đền thờ ở rất nhiều nơi, có hai đền thờ lớn chính. Đấy là đền quan lớn giám sát thuộc Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, đền quan giám sát thuộc Phố Cát, tỉnh Thanh Hóa. Người tiếp theo là quan lớn đệ tam, tên đầy đủ là Đệ Tam Thượng Thiên Hoàng Thái Tử Vương Quan. Ông còn được tước phong là Thủy Tào Tiên Sứ, Đệ Tam Thủy Thần Nhạc Đại Vương Thượng Đẳng Tối Linh Thần. Ông mang sắc phục màu trắng. Đền thờ chính của quan lớn đệ tam được lập tại đền Xích Đằng, địa chỉ phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên. Địa chỉ thứ hai là đền Lảnh Giang, làng Yên Lạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam và một số nơi khác. Bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp đến quan lớn đệ tứ. Tên đầy đủ của ông là quan lớn Khâm Sai, quyền cai tứ phủ. Ông được tước phong là Thiên Hiệu Đại Vương Thượng Đẳng Tối Linh Thần. Sắc phục ông mang là áo màu vàng. Nhiệm vụ của ông là trấn giữ Đồng Bằng, địa linh. Đền thờ chính của ông hiện nay là đền thờ Đức Thánh Quan Lớn Đệ Tứ, địa chỉ tại Quốc lộ 10, Tân Hưng, Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Người cuối cùng chúng ta muốn nói đến là Quan Lớn Đệ Ngũ. Tên đầy đủ của ông là Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh. Tước phong của ông là Cao Lỗ Đại Vương, Đệ Ngũ Tuần Tranh, Đệ Ngũ Tôn Quan Thượng Đỉnh Tối Linh Thần. Ông mang sắc phục màu tím tràm. Nhiệm vụ Ngọc Hoàng ban cho ông là thống lĩnh thiên địa binh, thay thế quyền tam tứ phủ, đại diện cho con người, thu chấp kim ngân tài mã, giải oan nghiệp số cho trần gian. Đền thờ chính hiện nay của ngài được lập ở đền Ninh Giang, địa chỉ Quốc lộ 37, Đồng Tâm, Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Các bạn thân mến, chúng tôi vừa chia sẻ với các bạn về ngũ vị tôn quan là những ai, được thờ ở những đâu. Video trên chúng tôi vừa gửi đến các bạn một số mẫu tượng 5 vị tôn quan mà xưởng chúng tôi cung cấp. Chúng tôi có nhận chế tác theo yêu cầu của khách hàng. Tất cả các loại sản phẩm đều được bảo hành trọn đời. Chúng tôi có rất nhiều loại gỗ cho khách hàng lựa chọn. Độ bền và tuổi thọ của các loại gỗ chuyên dụng đều đạt trên 200 năm trở nên. Các bạn quan tâm hoặc muốn tư vấn thêm xin liên hệ số điện thoại 0879 555 111. Địa chỉ: Đồ thờ Đức Hiệp, làng nghề Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội. Website: đồthoduc.com. Facebook: Đồ thờ Đức Hiệp Sơn Đồng. YouTube: Đồ thờ Đức Hiệp. Xin được cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video.